Xét nghiệm ADN giữa ông nội với cháu trai được dựa trên cái cơ sở là chúng ta biết là đối với nam giới thì chúng ta có cái nhiễm sắc thể giới tính là XY, và khi đó thì các cái gen nằm trên nhiễm sắc thể Y sẽ được truyền từ ông nội qua bố sang tới các cháu trai. Và do vậy thì trong rất nhiều tình huống thực tế, khi mà chúng ta không thể lấy được cái mẫu bố để chúng ta làm xét nghiệm ADN trực hệ giữa bố và con, thì khi đó chúng ta có thể nghĩ đến cái phương án thứ hai là chúng ta làm xác minh cái mối quan hệ huyết thống thông qua cái bắc cầu giữa ông nội và cháu trai. Thì cái quy trình làm xét nghiệm ADN huyết thống giữa ông nội và cháu trai cũng được thực hiện tương tự như quy trình làm xét nghiệm ADN huyết thống khác, có nghĩa là chúng ta có thể là tự lấy mẫu tại nhà đối với các cái mục đích làm xét nghiệm ADN dân sự tự nguyện, và chúng ta phải thu mẫu trực tiếp của cả ông nội với cháu trai trong các trường hợp mà chúng ta sử dụng cái bản kết quả xét nghiệm ADN giữa ông nội với cháu trai để cung cấp bằng chứng cho các cơ quan quản lý nhà nước hoặc là cho các bên tòa án để chúng ta xác nhận cái mối quan hệ huyết thống của cái đứa bé trai đó.